là hay là gọi điện ghen, có bầu khó khó ưa lắm. Khó em gì? Ghen hay ổng ghen? Em ghen ổng chứ. Rồi ghen kiểu gì ban đêm? Gọi điện FaceTime. Gọi điện. Rồi bắt đầu anh cho em coi cả cái nhà đi, toilet có ai, nhà bếp có ai rồi đúng dám gặp giường rồi. Trời, chị nói đại mà cũng trúng luôn hả tiên? Ủa đâu có gì đâu, bình thường mà chị. Em lúc mà em có bầu em rất là khó chịu. Đúng rồi. Em phải nói là em không có tin. Bây giờ anh nhiều khi anh cúp máy em xong, anh đi ra ngoài sao mà chị biết không? Ngặt nghèo lúc đó là cái 3G nó yếu á. Anh chưa lắp wifi trong nhà. Anh phải lắp wifi cho em đi. Anh làm gì anh cố tình như vậy, anh tắt 3G anh làm gì? Trời ơi anh khổ em quá. Bây giờ là anh để máy luôn cho em nghe. Không, anh để máy anh quăng để anh chạy ra ngoài kia anh đi chơi người ta. Lúc mà em có bầu là em càng cái đầu của em nó kinh khủng lắm. Không phải em đâu. Đó là một cái thông số chung của các bà bầu, đó là khi mà ở trong thời kỳ thai nghén, ôi cái khả năng drama và trí tưởng tượng của các bạn ấy nó cực kỳ kinh khủng, level max. Mà cái mạng nó rất là chập chờn bực bội lắm. Trời ơi tức đó, quá. Em nói chứ, em không biết em muốn anh nằm ngủ mà em phải nghe tiếng của anh. Trời cái gì vậy trời? Em đó, em nghiệt ngã lắm chị. Chị biết không? Em nằm, cái em mới nói alo. Alo, anh đang làm gì vậy? Cái không bóc máy, không trả lời, cái em tắt điện thoại em gọi lại. Cái alo làm gì gọi hoài? Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ không sao nghe tiếng. Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ không sao nghe tiếng. Anh ngủ anh phải ngáy chứ, anh phải ngáy em mới biết anh nằm đây chứ anh im ru vậy. Ngặt cái là chồng em ngủ không có ngáy, em ngáy thôi, ổng không ngáy. Một chút xíu nữa em sẽ kể cho chị nghe về quá trình ngáy của em mà nguyên cái bệnh viện sờ luôn. Nguyên cái bệnh viện sờ luôn. Mình nói nghe nè, bây giờ mình mau mau mình tới cái vụ đi đẻ để đặng mình nghe cái tiếng ngáy nó như thế nào. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái quá trình chuyển dạ của em là một quá trình dài lắm nha, bởi vì á em cái lúc mà có bầu cho tới lúc gần đẻ thì sức khỏe tốt. À nhưng mà tới lúc mà sát gần nút đẻ rồi á là bắt đầu dở chứng. Khi mà đi khám định kỳ á thì em mới nói là thôi anh ở nhà đi. Mà lúc đó càng cái lúc mình bụng càng bự thì mình càng muốn là tự mình làm, mình không muốn ai đi theo. Em xách xe máy em đi thì em mới nói là má nhà đi, má đừng đi với con, chờ lâu lắm, bệnh viện đông lắm nha. Thì em mới đi mình, không có lên. Cái bác sĩ kêu có người nhà đi theo, em nói không không em đi không có người nhà. À gọi điện kêu người nhà đem đồ lên đi nhập viện. Ủa em bị gì nhập viện? Tôi kêu gì mà cãi bác sĩ vậy đó, bị gì nhập viện? Em cãi nhem nhẽ mà. Ủa bị gì nhập viện? Em bị thiếu nước ối. Em nói trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Cái bị la, tôi nói là thiếu nước ối, không lẽ bây giờ tôi siêu âm tôi không biết. Bây giờ kêu người nhà lên, nó nói ôi trời giờ nhà em kêu lên, ba em lớn tuổi, má em cũng lớn tuổi đi xa lắm. Cái này á là phải về nhà bổ sung nha, cái này tôi cho về được nè, ký giấy đi. Có gì tự chịu trách nhiệm thì mình nghĩ là thiếu nước ối thì mình có thể về được. Thì em mới đi về, má má thiếu nước ối làm gì? Thì ở trong bệnh viện đó là bắt uống nước. Thì má em mới đi hỏi mấy người bạn là nó uống nước dừa. Thì uống thì sau một tuần lễ sau thì đi khám lại, thấy kết quả tốt. Chào chị Tô Nha, chào bà Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi dịnh cho. Hỗ trợ. Tôi dịnh cho. Đó, hỗ trợ. Công phu quá, đó. Tình đồng nghiệp là đây chứ đâu. Bạn phải giới thiệu rõ ràng hơn về tên nè, rồi nghệ danh nè, rồi tuổi nè, rồi con của bạn bao nhiêu tuổi nè. Mình tên là Tuyền Mập, tên nhà là Minh Tuyền đi. Năm nay thì Tuyền cũng được 30 mấy cái xuân xanh rồi. Con Tuyền thì năm nay 4 tuổi, bé tên là Kitty. Cái giai đoạn đầu tiên khi mà bạn biết tin bạn có bầu nó là như thế nào? Thì sự là em không biết gì nha. Em không biết em có bầu luôn. Mới đầu á là em tính là tới năm 2021 là thật sự là cái năm hợp á thì mình mới sinh em bé. Hơi đó. Xa. Thì đó, cưới chồng năm 2015. Nhưng mà nghĩ là mình đang đợi tới 6 năm. Dạ, mình đang đi làm được. À. Với lại nhiều khi là có nhiều người ta nói chứ mới lấy chồng thì phải hưởng cái cảm giác vợ chồng đó, đó đó vui vui rồi. Mình phải có những cái chuyến đi chơi để lưu lại kỷ niệm, từ từ hẳn có con. Khổ nổi á, em đi đâu từ cái lúc mà em quen ông chồng em á, đi quay á là ổng cứ đi theo. Cái lúc thời gian mà mới cưới cũng đi theo, lo mà sợ người ta ẩm mất bà vợ của mình đi, ẩm mất bà vợ của mình đi. Ai ẩm nổi kìa, ai ẩm nổi kìa. Ông nội ơi, ai ẩm vợ ông nội không á? Không, nhưng mà người ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo không? Trời hấp dẫn quá mà. Chỉ có bà tự động bà đi theo đó chứ ai ẩm nổi. Ai biết nhiều khi người ta quăng dây người ta lôi tôi theo, bưng không nổi thì phải lôi. Có rất nhiều lần em nói, ủa cái thuốc ngừa em nhớ là em uống thuốc ngừa tháng. Em nói, ủa
không lẽ mình bị đản trí, mình quăng mất cái dĩ thuốc, mà thường là dĩ thuốc là phải để trong cái bóp, sao mất hoài vậy? Cái phải lấy uống lại từ đầu. Sao mà lần nào ông này cũng đi chung với mình cũng bị mất hết. Thì đợt đó là tính gọi điện cho cái bạn của trợ lý đoàn phim á, bạn ấy đi ra thị xã, nhờ bạn mua giùm cái hộp thuốc giống như vậy. Đang lay quay kiếm điện thoại, cái ông mới ngồi ở trên giường, thôi em thôi đừng có làm phiền người ta. Nói trời ơi không có được, em lên kế hoạch này nè. Thôi mà anh năn nỉ em, bây giờ muốn uống thì trong thùng rác kìa, móc lên uống đi. Trong thùng rác kìa, móc lên uống đi. Ủa không lẽ mình quên hoài, tôi nghĩ mà. Vậy rõ ràng là Tuyền bị gài rồi. Thì đó, mà cái Tuyền mới bực quá chị hiểu không? Tại vì em mới nói là anh ơi anh không có hiểu hả, nếu mà bây giờ ví dụ như em không uống cái này, em có thai thì mình cũng không có tốt cho con mình đâu, mình cũng phải giải quyết thế nào chứ, giờ làm sao em mới chịu đẻ, năn nỉ luôn á, mà mãi cưng lắm. Thôi giờ đẻ đi em, đẻ đi. Nói ủa sao mắc vậy, anh mắc em đẻ rồi, giờ bộ anh sợ em đi lấy người khác hả? Ảnh sợ thứ nhất là tuổi mình nè, cái tuổi mình lớn nè, thứ hai là anh nói là cơ địa mập như vậy anh sợ để lâu không có tốt. Mình không có sinh được. Thế là ổng nói cũng có lý, mà hai vợ chồng lấy nhau không có con thì kỳ lắm á. Ừ thôi chấp nhận, thôi ngưng 2 tháng. Em nói là thôi ngưng là ngưng, phải ngưng 6 tháng. À chị biết không, từ lúc đó cho tới lúc đi về mà quyết định ngưng thuốc là 2 tháng sau em với chồng em không gặp. Cố tình hay là do công việc? Nghiệp quá. Cố tình cách ly chị, em cách ly ảnh luôn. Sao vậy? Tại vì sợ là trong quá trình mà hai người mà gặp á là sẽ sợ dính bầu trong lúc mà còn thuốc. Đúng rồi. Hết thuốc hả? Dạ. Thì đó, em tính là em giãn 6 tháng luôn. Mới có 2 tháng à là ảnh ghen quá ghen rồi. Đúng rồi. Đó, em đi quay mà ảnh á một chút nữa anh đi lên Sài Gòn, tại hai chồng em là không có sống chung nào, giờ ai cũng biết. Một chút xíu nữa anh tới bến xe em đón anh nha. Thì lúc đó em diễn một cái sinh nhật từ thiện cho một cái bé ở bên tỉnh lộ 10. Thì em nói ừ chút xíu em qua, mà trời chị biết không, lúc mà em về mưa tầm mưa tả, em chạy qua là ổng đi về mất tiêu rồi. Ổng lên tới bến xe, cái ổng mới đi không đợi được em, đi em xe chỗ ở về luôn. Nhà về nhà em, ổng chờ em, mà trong cái giai đoạn mà em chạy nhà là gọi điện chửi dữ lắm. Người ta nói là trong cái lúc mà bực bội á, shipper giao hàng chuẩn lắm. Nên dính luôn trong đêm giận hờn, trời giận lắm, giận tới theo đâu thèm nhìn mặt đâu, cái không biết vậy sao mà có bầu đó. Không, như vậy là Lan hiểu rồi. Giận quá cái cho mình chết. Nên là nó mạnh liệt lắm, nó dính. Quý vị, chúng ta đang nghe một cái câu chuyện mà nó được đồ lại bởi một diễn viên đó quý vị. Cho nên là động tác nè, biểu cảm nè, ha, tiếng động hiện trường đó. Đúng điều. Đầy đủ. Nhưng mà cho chị hỏi là dạ. Thế thì sau cái đêm giận hờn đầy máu lửa đó, em có chắc mỏng là rồi, đợt này dính bầu hay là không, sau đó vậy? Em mới biết. Em không biết, em ngây thơ như một con nai vàng ngơ ngác. Ôi trời ơi. Em vẫn cứ đi làm, em vẫn cứ đi về. Em quay ở quận 12 hay Hóc Môn gì đó. Thì em mới nói là thôi hôm nay là phân đoạn cuối rồi. Cho em coi lại playback em quay đi. Từ đó tới giờ nguyên một bộ phim không có coi. Thì em coi xong nói, ủa mình mập chứ mình đâu có ụt bịch đâu ta, sao tự nhiên nhìn hai cái chảo mình nó kỳ vậy. Mình thấy cái tướng mình nó bắt đầu là nó bị bể tướng đó chị. Đồng ý là em không có tướng nhưng mà lúc đó em bị bể tướng. Nhưng vẫn cảm giác bể nha. Vẫn đồ lại nha. Dù kiểu gì thì cũng là một cái tướng, em có tướng yên tâm. Rồi em sao? Chỉ bị nứt thôi, lúc đó em thấy là em bể luôn tướng. Em nói ủa gì tướng như kỳ vậy bà nội. Em mới về em nói chết cha, trễ rồi, trễ kinh 72. Nói ô bình thường nhiều khi mình ăn đồ nóng nhưng mà không được, sao tướng kỳ vậy. Cái mua que về anh thử chị, cái que nó ác với em mua 2 cây, 1 cây mờ 1 cây không lên. Bắt đầu mình bị hoang mang nữa, tao ghét tao mua 20 cây luôn. Trời ơi. Đó, ra 2 chung, mỗi cái ghim 10 cái que sáng sớm. Ồ nó lên đi chị. Trời ơi, em mới gọi điện chồng em, chồng ơi chết rồi, ví dụ gì vậy, em có bầu rồi. Có bầu mà em bị sợ chị. Em bị sợ có bầu. Còn ổng trời ơi có bầu rồi hả, là ổng từ TikTok từ dưới quê ổng đi lên tiếp. Ủa làm như mai em đẻ vậy trời. Ổng làm thấy ghê lắm. Cái ổng nói chứ nhà sau này đi đứng phải cẩn thận nha, ăn uống phải cẩn thận nha. Đó, chơi được mấy bữa ổng đi về tiếp. Em nói chứ em có bầu em không thể nào mà em ngưng đi quay được. Thứ nhất là kinh tế. Thứ hai là mình chưa sẵn sàng cho cái việc mình có con. Em đi quay ổng cũng càm ràm, ổng nói ổng cũng la. Em nói không có được, trời ơi chừng nào mà bự đi rồi mọi người á, người ta thấy mình không đi làm được thì người ta không kêu. Chị có thấy đây là một cái kịch bản hoàn toàn khác so với lại những cái kịch bản trước đây. Đúng. Mình làm không, ông chồng ổng đón nhận một cách rất là hào hứng và ổng thể hiện cái điều đó ra. Đúng. Chứ còn những ông chồng trước đây thì các bà vợ đều sụp đổ. Ừ. Còn đây là bà vợ này, trời chết ơi em có bầu bây giờ sao, ông kia đi trời ơi có bầu hả. Gì?
Sau đó thì em đi quay, ngoài Nha Trang. Thì ảnh cũng đi theo, ảnh sợ mà ảnh đi hộ tống mà bầu. Mà má em cũng kêu là con đi với thằng bé Tuyền đi chứ không thôi, để nó đi một mình nguy hiểm lắm, con này nó ham chơi lắm. Con bầu ham chơi quá vậy. Sao mẹ cua gắt vậy? Em làm nghề em rất là lăng xả chị biết không? Có bầu á, vậy mà em quay cái cảnh ngoài biển, em mặc bộ đồ bơi, em chạy tung tăng bộ đồ bơi màu hồng mà. Là má em nói là sợ là em đi đứng mạnh bạo rồi ảnh hưởng tới em bé. Thì ổng mới đi theo. Thì lúc đó em nói chị á, người ta có bầu người ta cực ở cái phần nào chị biết không? Là người ta ngán. Còn em không biết ngán là cái gì hết, bởi vì em không biết em có bầu luôn. Em ăn rất mạnh miệng và đặc biệt em rất thèm cá biển. Cá nục mà nhỏ cỡ ngón tay này nè, kho với chiên lại là em rất thích. Em thèm đến mức độ mà em kêu bạn em nó gửi cho em 3kg cá nục, em hầm liền. Em nấu với lại cà với lại mía với lại cái trái thơm á. Đó, bắt đầu em ăn từ từ. Em đi quay á, chị biết không, người ta ngồi người ta ăn cơm ăn gì, tại người ta nói là mập rồi không có nên ăn nhiều, mà em thì em nghĩ là thôi đàn nào cũng có bầu rồi, mới mốt mình đẻ thường đi, mình không có muốn đẻ mổ, thích trải nghiệm à. Cái không ăn tinh bột, thế là em ăn đồ ăn, mà chị biết không, nguyên con cá mà cá ngừ để trước mặt em mà nó bự như vậy nè, em ngồi em ăn xong cả đoàn phim người ta ăn một tuần lễ người ta ngán, còn cá em kêu ý còn cá bàn cái bên, em ăn bên em bệnh tiêu luôn bàn cái bên chị, trời sợ ai. Em không có sợ ai hết trơn á, cái em đứng dậy em đòi lấy cá nó sợ em rồi. Cái ông chồng em thôi em ăn gì kỳ lắm, em muốn ăn nữa, bây giờ anh lấy không, lấy em qua em lấy một mình rồi. Là ông mới đi qua ông lấy gì cho em, bà bầu là chị đại trong mọi hoàn cảnh đó. Nên không sao đâu, rồi qua lấy luôn ăn luôn. Rồi một chuyến nữa là em đi ra đảo Bình Ba thì đi từ đất liền ra thì đi bằng cano, em vẫn ngồi lên cano em đi luôn. Gàng ghê luôn, 4 tháng mấy ngồi cảm giác thích lắm nha, ngồi mà đúng ngồi chị đại luôn, ngồi bành mình mà sóng đánh để quay bằng điện thoại tắm biển nữa đó. Em ham vui lắm mà chồng em thôi em đi vô đi, em đi vô đi, cứ đi vô nó chơi cuối cùng xíu nào đi. Có bầu ha, mà biển đẹp lắm chị, biển rất đẹp rất xanh. Em mới kêu là thôi chơi xíu, em mà chơi nữa anh gọi điện anh mét má. Mà ở ngoài đảo Bình Ba điện thoại sao gọi, nó gọi được đâu, hách luôn. Thì ông mới nói là anh mét nguội cũng được vậy. Người đàn ông đấy rất bất lực. Tôi cảm giác á là ổng bầu chứ không phải bà bầu. Chính xác ổng bầu luôn, hai bầu trời. Lúc đó là em đi quay với là chị Phi Thanh Vân. Chị Phi Thanh Vân có bầu trước em chỉ 2 tuần 1 tuần gì thôi. Bữa sáng em chở ổng đi quay thì em mới nói là anh ơi ăn sáng không, thì ổng mới nói là hồi ở trên trước nó có bán cái gì kìa, em mua trái cây ăn đi, còn mua 2 bánh mì hai mình ăn thôi. Mua 2 bánh mì xong vừa mới đầu vô mình quay lại anh đưa bóp trả tiền, thấy ông chạy tóc ra cái xe trái cây rồi. Mua cắp. Ổng thèm hay em thèm? Ổng thèm, em chưa bao giờ thèm chua nha. Rồi có bầu em chưa bao giờ thèm chua luôn, ngán giùm như vậy lộng. Đúng rồi, ngán giùm. Mà ổng mua 20 ngàn, cái ổng nói bà này bán 20 ngàn mắc quá, có một chút mà em nói chứ ủa chứ không lẽ bán 20 ngàn 3kg. Ổng mua xong ổng xin chị đừng có cho muối tôm nha, chị cho em muối ớt á, là cái cốc thái nhỏ nhỏ người ta gọt sẵn á, ổng đem vô phim trường ăn vừa xong món mì cái quay lại tôi đi gắn micro mà ổng không gắn. Em nói ủa ảnh đâu, người ta gọi điện thấy ổng lò mò ổng ngồi kế bà Phi Thanh Vân, hai chị em ăn cốc. Ổng ăn cốc mà em nói chị ăn một cách ngon lành, mà hai chị em ngồi là chấm ăn mà nói chuyện về trái cốc thôi đó. Ổng có nói gì ăn á. Em mới nói lẹ đi trời ơi, gắn micro phim trường chờ. Ôi ơi sợ lắm, rồi còn ngủ nữa, ngủ rất là đáng sợ. Một người đàn ông có thể là sáng dậy ăn sáng xong 8 giờ sáng ngủ tới 5 giờ chiều không dậy, vệ sinh không ăn không uống không gì hết, ngán ngủ. Em tưởng là ổng bị bệnh, rồi ổng coi ổng có bị sốt hay bị gì không mà ăn ổng á. Thì đó ổng mới nói là ổng biết tự nhiên sao anh ngủ ngon quá em ơi, em đừng có làm phiền anh để anh ngủ với những ba. Trời ơi ba phải về ba chơi với má chứ, tới đó ba ngủ từ sáng tới giờ. Ủa anh ngủ vậy từ sáng tới giờ hả, anh tưởng anh ngủ mới có một chút mà. Trời ơi cái gì vậy. À còn cái nữa, cái gì chị biết không, mỗi lần mà dắt em đi khám thai xong là bị mấy cái cô mà đứng ở phía trước mà mời mua sữa bầu á. Thế là ông mua luôn, ông có cảm giác ông uống vô ông sẽ tốt cho con. Đâu, bắt uống mà nó ngán lắm, nó thấy ghê lắm kìa, nó khủng khiếp lắm. Thì em mới rồi em cũng chịu, em uống được một hộp, qua hộp thứ hai em nói thôi nơi làm ơn Phước đừng mua nữa. Cũng lén mua xong rồi móc ở ngoài cái xe trước, tới hồi em đi lên ủa cái gì vậy. Mua. Tại vì trai miền Tây rất là kiệm lời mà ổng không có biết, ổng ít cãi lắm. Mua. Anh giỡn em hả? Em không uống nữa nha. Là lúc đó đem về tiết tiền cũng phải uống. Không uống.
tao em uống, không là, uống em uống cái em mới cự, em mới nói là hỏi nha em bực mình rồi đó, anh mà mua nó em giận anh, từng thấy ông hiền mà thấy nguy hiểm lắm nha, đi khám nha em cái thấy cũng rù rì với nhỏ bán sữa, em cũng vô em nói bộ anh cặp với nó hay gì vậy, gì mà anh mua hoài vậy, bộ anh cặp với nó hay gì vậy, gì mà anh mua hoài vậy. À, em phải chơi cái dạng chiêu bài ngược hiểu không? Thấy ông không mua là mừng rồi. Về tới nhà cũng khôn lắm, chơi ở nhà 2-3 ngày xong là lật đật về tốt vậy Đồng Tháp liền. Mấy bữa sau bưu điện ship tới cho em 2 hộp nữa. Nóng không? Ừ. Em gọi điện em nói chứ ủa anh vẫn mặc với em hả? Anh mua cho ai? Hay là anh cặp với nhỏ nó? Em mà đừng có buồn á. Nó đi lên với em. Ừ. Tại vì anh mua liền em chửi anh hoài à, anh sợ anh phải mua vậy. Thương ha. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp. Trong cái quá trình mang thai á, rồi cái mình vừa đi quay nè, mà chồng á thì lại cứ ở xa như vậy, thì cái quá trình đi khám thai rồi những cái quá trình mình mang thai như vậy thì ảnh có chăm sóc mình nhiều không? Nhiều, ở đây là nhiều theo cái mức độ mà của tiền với ảnh, là tại vì điều kiện tụi em ở xa, tăng cường cái mức độ lên Sài Gòn với em đó, ở chung với em, và đặc biệt là nếu mà lịch em có đi đâu xa đi quay nhiều ngày thì ảnh sẽ là người trực tiếp đi theo em luôn. Mấy cái nào nhỏ nhỏ em nói là thôi anh ở dưới anh làm đi, em thì cái người em hay lo xa, em cứ đau đáu về cái chuyện mà kinh tế á. Em sợ khi mà mình ngưng á, mình không có kinh tế á thì gánh nặng sẽ đè lên ổng. Thì em mới nói là thôi anh cứ cố gắng làm đi, tới chừng nào mà em cần thiết thì em kêu anh lên. Thì ổng mới nói là em yên tâm đi, cái này anh lo được, mà ổng trấn an mình thôi, chứ em biết khi mà đi kiểu đó là mất rất là nhiều mối sản xuất rồi sửa chữa bảo trì, nhiều khi bảo hành cho người ta nữa. Chừng nào em cần thì anh hắn lên, hoặc là em có vấn đề gì thì em sẽ nói với anh. Đi khám thai là một tháng một lần, ổng sẽ dựa theo cái ngày hẹn của bác sĩ, ổng sẽ lên trước 1 hoặc 2 ngày. Nếu như công việc ít á thì ổng sẽ lên trước 2 ngày, nếu mà công việc nhiều thì cứ đợi sát nút á mình lên. Vậy hả? Đó, rồi sao mà lên chơi vài bữa sao mới về. Không, thực ra với cái thai kỳ của Tuyền á lại cho chúng ta thêm một cái nhìn rất là thuyết phục nha, đó là quan trọng là bạn có quan tâm nhau hay không. Có nghĩa là nếu như đã thực sự quan tâm thì trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa chúng ta cũng luôn tìm được một cái cách nào đó tốt nhất so với cái năng lực, cái hoàn cảnh của mình để mình chăm sóc người còn lại. Cho nên vấn đề cũng không phải là ở gần hay ở xa. Mà tự nhiên cái ảnh làm vậy đâm ra tự nhiên mình trở nên mình gấu á chị. Mình giống như là mình trở nên là giống như là trời ơi, cứ quan tâm rồi bực quá. Tại em tự lực được, em cảm thấy em tự lực được vậy. Đúng không? Nhưng mà ngược lại là về đêm là hay là gọi điện ghen, có bầu khó ưa lắm. Em ghen hay ổng ghen? Em ghen ổng chứ. Rồi ghen kiểu gì ban đêm? Gọi điện phải gọi điện. Rồi bắt đầu anh cho em coi cả cái nhà đi, toilet có ai, nhà bếp có ai, rồi dám gầm giường rồi. Trời, chị nói đại mà cũng trúng luôn hả Tiên? Ủa đâu có gì đâu, bình thường mà chị. Em lúc mà em có bầu em rất là khó chịu. Đúng rồi. Em phải nói là em không có tin. Bây giờ anh nhiều khi anh cúp máy em xong anh đi ra ngoài sao mà chị biết không, ngặt nghèo lúc đó là cái 3G nó yếu á, anh chưa lắp wifi trong nhà, anh phải lắp wifi cho em đi, anh làm gì anh cố tình như vậy, anh tắt 3G anh làm gì. Trời ơi anh khổ em quá, bây giờ là anh để máy luôn cho em nghe nè. Không, anh để máy anh quăng để anh chạy ra ngoài kia anh đi chơi người ta. Lúc mà em có bầu là em càng cái đầu của em nó kinh khủng lắm. Không phải em đâu, đó là một cái thông số chung của các bà bầu, đó là khi mà ở trong thời kỳ thai nghén, ôi cái khả năng drama và trí tưởng tượng của các bạn ấy nó cực kỳ kinh khủng, level max. Mà cái mạng nó rất là chập chờn, bực bội lắm. Trời ơi, tức đó, quá. Em nói chứ, em không biết, em muốn anh nằm ngủ mà em phải nghe tiếng của anh. Trời, cái gì vậy trời? Em đó, em nghiệt ngã lắm chị. Chị biết không, em nằm, cái em mới nói alo, alo, anh đang làm gì vậy? Cái không bóc máy, không trả lời, cái em tắt điện thoại, em gọi lại. Cái alo, làm gì gọi hoài? Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ không sao nghe tiếng? Tại sao em không nghe tiếng anh? Anh ngủ không sao nghe tiếng? Anh ngủ anh phải ngáy chứ, anh phải ngáy em mới biết anh nằm đây chứ anh im ru vậy. Ngặt cái là chồng em ngủ không có ngáy, em ngáy thôi, ổng không ngáy. Một chút xíu nữa em sẽ kể cho chị nghe về quá trình ngáy của em mà nguyên cái bệnh viện sờ luôn. Mình nói nghe nè, bây giờ mình mau mình tới cái vụ đi đẻ để đặng mình nghe cái tiếng ngáy nó như thế nào. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái quá trình chuyển dạ của em là một quá trình dài lắm nha, bởi vì á em cái lúc mà có bầu cho tới lúc gần đẻ thì sức khỏe tốt. Nhưng mà tới lúc mà sát gần nút đẻ rồi á là bắt đầu dở chứng. Khi mà đi khám định kỳ á thì em mới nói là thôi anh ở nhà đi,
Mà lúc đó càng cái lúc mình bụng càng bự thì mình càng muốn là tự mình làm, mình không muốn ai đi theo. Em xách xe máy em đi, thì em mới nói là má nhà đi, má đừng đi với con, chờ lâu lắm, bệnh viện đông lắm nha. Thì em mới đi mình, không có lên, cái bác sĩ kêu có người nhà đi theo. Em nói không không, em đi không có người nhà. À, gọi điện kêu người nhà đem đồ lên đi nhập viện. Ủa em bị gì nhập viện? Tôi kêu gì mà cãi bác sĩ vậy đó? Bị gì nhập viện? Em cãi em nhẽ mà. Ủa bị gì nhập viện? Em bị thiếu nước ối. Em nói trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Trời ơi em giờ mày bị thiếu nước nữa hả? Cái bị la, tôi nói là thiếu nước ối, không lẽ bây giờ tôi siêu âm tôi không biết. Bây giờ kêu người nhà lên, nó nói ôi trời giờ nhà em kêu lên, ba em lớn tuổi, má em cũng lớn tuổi đi xa lắm. Cái này á là phải về nhà bổ sung nha, cái này tôi cho về được nè, ký giấy đi. Có gì tự chịu trách nhiệm thì mình nghĩ là thiếu nước ối thì mình có thể về được. Thì em mới đi về, má má thiếu nước ối làm gì? Thì ở trong bệnh viện đó là bắt uống nước. Thì má em mới đi hỏi mấy người bạn là nó uống nước dừa. Thì uống thì sau một tuần lễ sau thì đi khám lại, thấy kết quả tốt. À, cho về. Thì đang vừa tính xách đồ đi ra đi về là thai phụ Minh Tuyền ở lại, cái chạy vô hỏi gì vậy? Cái kêu người nhà đem đồ lên nhập viện. Nhập viện hoài. Ở làm như nhập viện ghiền hay gì á. Cái em mới nói là thôi nhập viện mà. Ủa mà bị gì nhập viện? Cao huyết áp chết cha. Ủa bị cao huyết áp hả? Mà thì em nói cơ thể bình thường. Em mới nói ủa cái này đợt trước em ký giấy em về được, giờ em ký giấy không, đợt này là tôi bắt phải nhập viện luôn, không có ký gì hết trơn. Bắt em lại luôn. Má hả, má đem đồ lên con đi. Cái mới nói vậy thôi để điện thoại cho chồng con biết đi, có gì đâu này, để người ta theo dõi thôi mà. Thì bác sĩ mà trực tiếp đỡ cho em á thì ông mới nói là tại vì cái huyết áp của em á nó không có xuống, nó cứ 14 mấy 15 hoài à. Em lúc đó là 38 tuần rưỡi. Thôi mổ nha. Nó nói thôi ơi cho em đẻ thường đi. Sao em cứ đòi đẻ thường hoài vậy? Thì cho em thử đẻ thường đi. Tại vì cái anh bác sĩ là anh là bạn. Đẻ mà thử đó là. Xin thử. Thử. Anh nói vậy thôi chứ anh quyết định cho em mổ. Tại vì nửa chừng mà em đang rặn đẻ mà em huyết áp em lên là anh cũng phải mổ thôi. Cái nói ừ vậy thôi em mổ nha anh. Cái nói ừ vậy thôi hôm nay em thèm gì ăn đó đi nha. Ăn trước 10 giờ. Rồi xong là em xách ông chồng em, bà chị hai em là đi ăn lẩu, ăn gì cá ăn hết Sài Gòn không? Đó, ăn không biết ăn cái gì, nói chung là thèm cái gì ăn cái đó. Ăn lẩu cá kèo, ăn bò bít tết, ăn hết. Xong là bắt đầu vô nằm chờ tới sáng mổ. Cái lúc mà vô vệ sinh em á là một chị y tá đi theo. Ổng thì ổng cũng đi theo mà ổng cứ lọng cổng đứng mà ai cần ổng giúp đâu. Người ta chỉ là muốn là ổng đi theo sản phụ để mà đi ổn định tinh thần. Mà rốt cuộc ổng làm yếu đuối tinh thần em chị, ổng mới khóc. Ổng khóc hả? Em đã sợ rồi. Trời ơi công nhận. Đến đoạn này là chị chắc chắn luôn. Chồng em rất là mẫn cảm luôn á. Có nghĩa là dễ giận, dễ chửi, dễ khóc, dễ hờn. Trời ổng vô ổng muốn khóc luôn. Ổng ôm em cái tự nhiên ổng làm em khóc vậy. Ổng làm em hèn liền luôn á. Thôi ráng nha, bà thương má nhiều lắm, ráng nha. Đẩy qua phòng mổ xong vừa lú ra một cái, huyết áp em lên tới 15 rồi. Cái tự nhiên em nghe nó là cách ly mẹ với con. Trời ơi chị ơi, tan nát cả cõi lòng. Có kịp nhìn thấy bé không? Có chị, nó còn hình lên người em gái mà. Cho da tiếp da một chút. Đó. Và cách ly liền. Cách ly một ngày. Trời ơi, tâm lý mình không ổn định. Rồi chồng em đi lên lúc mà thăm em á, trong thời gian nó không ăn mà không được uống luôn. Mỗi lần uống chỉ một chút xíu nước không được bằng cái nắp nước nữa. Em mới nói là trời ơi cho uống nước đi, bụi dinh giết tôi hay gì. Mà em vào ông á, trời ơi em ơi em đừng có la, anh sợ quá. Trời em gấu lắm. Sáng mai cho em xong mà em tuột huyết áp xuống lắm. Đưa em xuống khoa liền. Cho em gặp con em. Chưa có ai mà như em á, nằm cứ phè phởn vậy đó. À, trôi qua cái vụ mà đi đẻ mà ngái banh đó rồi, đang hỏi giờ đó, ủa nãy giờ ngái nó nằm đoạn nào? Đúng đây nè. Cái đoạn mà nó mà cao huyết áp là bắt ở lại bệnh viện đó. Cái khu mà chờ sinh á nó đông lắm. Mà đâu có phòng riêng cho mình đâu, mình có cái gì cũng phải là ở phòng chung. Mà cái phòng mà em được ưu tiên lắm, mọi người ưu tiên lắm cho em là phòng đó là 4 tới 5 giường. Là có đúng cái máy lạnh, ai cũng có chồng đi kế bên. Còn em nói thôi đừng có lên, chừng nào mà em gần bể châm mà ăn lên nha, đừng có lên sớm. Em ăn, em ngủ, em đi siêu thị ở gần đó. Em cứ đi qua đi lại, tối ngủ thì mấy bà vợ nằm giường, mấy ông chồng mà nằm ngay ghế bố á. Còn em không biết em nằm kiểu gì mà sáng mấy người ta đi ra ngoài hết. Má em vô thấy, ủa mày làm gì người ta đi ra ngoài hết vậy thì đấy, con đâu có biết đâu. Má em dò la thì mấy anh chồng mới nói là trời chị ngái dữ lắm bác ơi. Trời chị ngái dữ lắm bác ơi. Trời ơi.
má em giờ la làm sao mà mấy anh chịu nói hay vậy, chứ thông thường nam giới người ta cũng không bức xúc chị, tại vì ví dụ một ngày một bữa người ta nhịn chứ một tuần ai mà chịu. Nhìn nghĩ đi mà tội nghiệp, người ta đã nằm ghế bốn người ta cực khổ rồi mà bác còn ngái nữa, người ta ngủ nhục nhưng mà chắc có lẽ là ai mà đã từng ở trong phòng chờ sinh với Tuyền rồi thì chắc coi lại cũng mắc cười, là tại vì em kể rất là thật về cái khúc ngái. Các anh chồng nằm cùng phòng với Tuyền Mập ơi, nếu như các anh mà có nghe cái câu chuyện ngày hôm nay thì các anh thông cảm cho cô ấy, bởi vì cái ngái là cái trời cho rồi. Mà hiện tại em cũng còn ngái nha mọi người. Ngáy cơ địa rồi, cái này là ngáy cơ địa rồi. Con em nó ngủ chung với em mà nó có một hành động là nó hay chùm cái gối lên lỗ tai, xong rồi làm cái em nó, ủa nhỏ là làm gì ta, coi tivi chắc nó bắt trước. Cái biết chồng em nói xong, không có đâu, nó bịt lỗ tai là tại vì em ngái lớn quá, còn nó giả bộ nó ngái á là tại vì nó làm giống em. Lan rất là thắc mắc cái cảm giác của bạn khi mà lần đầu tiên bạn nhìn thấy con của bạn. Em thì em không có miêu tả về con em, nhưng mà chỉ cái cảm giác mà lên tới bàn mổ mà em còn bựa được á, bác sĩ rờ vô bụng em nói khoan nha, trời ơi em còn nhột lắm, ai mới đụng vô bụng em vậy, em còn biết nhột nha, mà thật sự lúc đó cái chân đi không nổi nữa rồi, tại vì chích ngay cái tay màng cứng. Trời ơi khoan nha, đừng lấy dao rạch nha, rạch là em đau em chạy không có được đâu. Thiệt là lúc đó người ta đã rạch bụng rồi thì mình đâu có biết đâu. Bài đặt đã ra nguy hiểm đó. Xong đã cái hồi cái thì vừa mới thấy ai đứng ấn cái bụng mình xuống cái là quá quá, mà được có cái bà ti miệng bà bự lắm, bà vừa ra cái là bà khóc sùm vậy đó. Rồi em bé ra rồi mà sao nghe hoài mà không thấy ẩm tới cho mình nôn muốn chết. Cái giờ mà nào mà cứ căng cái miếng nhảy cứ mình cứ ngước lên vậy nè, thì cái cô đó cổ cứ lao rồi cổ đem cân rồi cổ viết cái gì lên đùi bé, mình không biết là viết chỗ nào. Trời ơi mà chị biết không, con á lúc mà vừa mới khóc thì em không khóc, tự nhiên vừa đưa nó em vừa nhìn thấy một cái không phải là em khóc, thật sự em không khóc nha, mà nước mắt nó cứ chảy rớt vậy nè. Trời ơi, con em hả, em có con hả, em có con hả? Em ăn bầu 9 tháng mà bây giờ em mới thốt lên em có con hả? Không, em nghĩ cười lắm. Cái tâm lý đó là cũng mình cũng rất là thường gặp ở các bà mẹ á chị. Tại vì cái quá trình mình mang bầu mình tận hưởng nó khác, nhưng đến khi mà mình nhìn thấy bé mình mới cảm thấy là ồ, đó không phải là một giấc mơ mà đó là một cái sự thật, và mình ngày hôm nay mình đã chính thức làm mẹ. Đúng rồi, nước mắt nó rớt vậy nè, mà xong rồi áp em bé lên á, mà cái tay của bà ấy khèo mình á, tự nhiên mình thấy cưng lắm, mà nhìn cấn cái nọng có thấy được hết đâu. gặp người khác là người ta sắc lẻm như này, cái ta nhìn xuống là thấy được con đúng không, em cấn cứ như nè, mà hai cái tay em bị đưa lên đây em không có nhúc nhích gì được, cho nên đó. Chỉ cảm nhận được khèo đó chứ lại thấy được cái móng tay út của con em. Rồi câu hỏi vô nghĩa, cuối cùng chị thấy được cái móng tay. Tính ra là mình cũng coi như là trải nghiệm mới, một cái cảm giác đúng nghĩa là thiêng liêng. Người sau đó thì chăm sao? Ở bệnh viện á thì là chồng em là người túc trực ở với em luôn. Một người bạn nữa, bạn rất là thân với em, bạn nó cũng mập như em vậy nè. Đó, bạn đó là có kinh nghiệm chăm ba đứa cháu, tuy là chưa có chồng chưa con nhưng mà chăm em bé rất giỏi. Là vô là ngày đầu tiên là hướng dẫn, cái lúc mà em nằm em sinh em bị cách ly ở trên phòng hồi sức á, là chồng em với lại bạn em là đã ở dưới rồi. Em nói thôi má về má lo cho ba đi, ở đây có chồng con với lại bạn con được rồi, bởi vì bạn em nó chăm em bé theo cách mới. Thì người lớn tuổi họ bị cái gọi là lo lắng á. Em sợ là lo nhiều quá rồi má em sẽ bệnh. Nhưng mà cái cảm giác khi mà sau cái thời gian mà mình bị cách ly á, rồi cái mình lần đầu mình gặp lại con á, con nó có khác không? Rồi cái cảm xúc của mình lúc đó nó có khác không? Khác nha, cái móng tay nó khác. Thiệt. Mà ta chỉ thấy được cái móng tay. Không, khi mà em bé vừa mới đẻ ra, cái móng nó như một cái màn vậy đó. Mà cái phơm nó rất là dài nha. Tự nhiên đem con mình về cái, ủa sao cái phơm nó ngắn lại, mà sao cái móng nó dày lên, nhìn nó lạ vậy, ủa có nào lộn con không? Cái xong cái cô y tá cũng phải dạch cái đùi ra. Cô mới nói nè chị, có ghi ở trên cái đùi bên đây nè, là ghi là mẹ là tên Tuyền, ngày tháng năm sinh, rồi ngày tháng sinh của bé. Vậy chắc con tôi á. Sợ. Cái khổ tâm đầu tiên là chú biết không,
khi mà mình sinh mổ mình chích kháng sinh mình không có sữa, tự nhiên mình thấy mình bất lực vô cùng, mình quạo với chính bản thân mình luôn. Ai làm gì con em làm, em tự nhiên em không dám tới gần, tự nhiên mình thấy mình có lỗi. Trời, không biết sao mà để kích sữa, kích sữa kích mới có một ngày trời là nó ra, qua ngày hôm sau là có. Em nuôi con em từ đó về sau 6 tháng luôn là sữa em không. Appetito, siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu dành cho trẻ biến ăn. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn chăm con. Em bé của nhà Tuyền là 4 tuổi rồi. Tuyền thì luôn luôn con Tuyền đối xử với nó là hơi bị khắc khe một tí. Lúc nào chồng em cũng là bà tiên xanh trong mắt của con em hết. Thiệt con luôn. Gái hả? Con gái con với ba gái. Thường hay ra công thức vậy đó. Ngộ lắm chị, con nó tin tưởng anh nhất. Cho dù là không ở chung nha, cho dù là lâu lâu một tháng gặp nhau vài lần, nhưng mà nó vẫn là ưu tiên anh nhất. Ngộ vậy đó. Ảnh là cái người ẵm bồng, đi từ bệnh viện đi về cũng là ảnh ẵm ảnh bồng. Tới đêm ngủ em chỉ có đêm em thức dậy em hút sữa em cho bú là ảnh cho hết. Ảnh thì hay là theo cái công thức của ngày xưa, còn mình thì thích là cái công thức bây giờ. Ví dụ như nó không ăn đi thì em không có xoắn nha. Thôi. Không ăn hả? Không ăn ngồi chơi đi con. Em ngồi mang luôn. Ăn xong em dẹp chén. Nhiều khi em kêu con em dẹp luôn nữa đó. Ông chồng là phải đút cho bằng được. Là phải con chạy đi theo là phải đút. Em là không có. Còn ví dụ mà em mà ăn hết là má em bà la. Sao phải ăn hết của con tao vậy? Sao phải ăn hết của con tao vậy? Lên đi tố cáo má luôn. Ăn rồi đâu nhỏ ăn nữa. Thì nó không ăn cơm mà con ăn chút xíu đói ăn. Mẹ gì mà như mẹ ghẻ vậy đó. Mẹ gì mà như mẹ ghẻ vậy đó. Cho nên là tóm lại là cũng có xung đột trong cái dạ. quan điểm về cái việc là nuôi dạy rèn nề nếp cho bé đúng không? Dạ. Bỏ qua cái chuyện chăm con đi. Bây giờ mình qua cái giai đoạn quan trọng hơn đó là dù gì? Lúc mà mình có con á. Ví dụ như hồi xưa đó là coi như là bằng mọi giá là em ơi để đẻ, em phải đẻ, cho nên là coi như là rất là tới tấp. Giờ đẻ xong rồi đó. Mọi người đừng có giỡn nghe. Mọi người biết không? Một đứa rồi. Tưởng là đã xong nhiệm vụ không đâu. Bị dù khì từ khi con bé 1 tuổi tới bây giờ luôn. Dù miếng không đây. Như vậy là kiên cử tới 1 năm lận đó hả? Không có đâu. Trời ơi, đâu ai kiên cử tới 1 năm quỷ nữa. Biết chứ sao? Biết từ mới rồi nè. Vậy chứ sau khi em sinh xong bao nhiêu lâu em bút lịch lại cho chồng em? Thì nó thiệt là không nhớ thiệt. Nhưng mà sớm hay muộn, ý là bây giờ cái khoảng thì khoảng thời gian. Thực sự là chắc cũng phải 3 tháng, 2 tháng mấy 3 tháng. Trời ơi. Ai mở lời ta? Tôi nhớ là tôi là quỷ á. Nhưng mà mượt mà không? Bây giờ chắc là mượt mà cho nên là cái dấu ấn nó không có bị cọc cạch nhiều đúng không? Mượt mà không hả? Có phần lộng cộng chứ chị. Có phần lộng cộng. Lâu quá quên hả? Không phải, trụ cái đó sao quên. Cái đó không cần ôn bài, không cần biên tập, không cần là ôn tập không nha. Không cần thị phạm gì luôn đó. Không cần. Nhưng mà vấn đề là tự nhiên lúc đó mình có nhiều cái nỗi hoang mang. Đầu tiên là em sợ là có em bé nữa, trong khi con mình còn nhỏ. Cái thứ hai nữa là không biết là cơ địa của mình nó đã thích nghi được chưa. Nhưng mà mình cũng muốn đó, thật sự là mình muốn mà thèm. Nhưng mà nếu mà mình không chịu thì có khi nào người ta có người khác không? Lại máu điên nổi lên nữa. Dạ, thôi nhắm mắt đợi chừng đi. Không sao đâu. Chết rồi, như có mình em là hơi kỳ kỳ á. Em sớm quá hả? Không phải, hầu như là toàn bộ thời gian và cái tâm lý của em chỉ dành cho Louis thôi. Em quên luôn. Toàn bộ thời gian cái gì? Mà chích ra chừng tiếng thôi mà làm gì ghê vậy? Không phải bị quên. Không, nó còn bị quên không, luôn cái á. Này không. Sẽ có những người mà họ không quan tâm luôn. Họ không quan tâm và nó thực sự nó phai lạc luôn. Cũng có nhiều người thì thực ra không cần đến 2 tháng rưỡi mới bút lịch đâu, tuần sau thôi. Sau khi mọi chuyện bút đó. Sớm vậy chị? Có nhiều người bút sớm lắm. Ngồi đây nè, cũng ngồi đây luôn, ngồi vị trí này luôn. Nó có rất nhiều yếu tố tham gia vào câu chuyện này. Nhưng mà cái con số 2 tháng rưỡi của em thì nói chung nó cũng trung bình, nó cũng tầm tầm. Thật sự là nhìn ông lúc đó rất tội. Cái kiểu mà cám treo em nhìn đói thấy cưng lắm. Hiểu không? Cưng lắm. Mình có cái lời nhắn gửi nào dành cho một cái đối tượng nào đó ở bên cạnh mình? Đầu tiên là cảm ơn má. Cảm ơn má là luôn đồng hành với Tuyền từ những lúc mà còn ở trong cái thai kỳ cho tới lúc sinh em bé và tới tận bây giờ luôn. Hỗ trợ con rất là nhiều. Em cảm ơn chồng đã làm cho em có bầu để em biết cảm giác làm mẹ. Cũng có thời gian hai đứa giận hờn nhau, nhưng anh luôn là cái người nhường nhịn em. Và hy vọng rằng là anh phải phát huy và duy trì hơn nữa cái đức tính này.
cái nữa là nhắn với con gái là nhanh nhanh biết nghe lời, đừng mập như mẹ thôi. Nhà nhắn chung ba người nè, làm ơn bớt hỗ trợ nhau, bớt binh vực nhau để tôi dạy con được được chút chứ nha. Rồi Mỹ Tiên là phải ngoan nè, tên chồng bà bên tên Mỹ Tiên, tên đẹp lắm. Tên Mỹ là lót tên của ba, còn Tiên không biết tên của ông bầu cũ ông hay sao không biết. Với lại nhắn nhủ với lại tất cả quý vị khán giả luôn, nhất là những chị mà có thân hình phốt phát vạm vỡ vậy, thâm niên như Tuyền hoặc là mới bị phốt phát đây, không có gì tự ti hết á. Mình là một cái tài sản quý trong gia đình, có mình thì mới có con mình, mà một mình ổng không đâu đẻ được. Cuối cùng là phải đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra, không đừng quan tâm tới ngoại hình. Mới vừa coi tivi sẽ thấy là trời sao đông mập như vậy, như tảng thịt vậy, nhưng coi hết chương trình sẽ thấy là Tuyền mập rất dễ thương, đúng không? Tuyền mập đã thương hiệu rồi. Xin được cảm ơn câu chuyện của Tuyền mập mang đến cho chương trình.